Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn thì hôm nay các bạn thì có một cái tin cũng chấn động ở Vĩnh Long bạn, thì có một chiếc xe chở bội gà đang chuẩn đi bắt gà đó bạn, thì tới ngay chân chỗ là cái hướng là ngay chân chỗ phường chính nha, là kế bên ngay chỗ là Lon Thanh Bình, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, là một cái hướng là lên trên cầu Cái Cam, là một hướng về cầu Bình Lữ đó các bạn. Thì nằm ngay chân chỗ là đèn xanh đèn đỏ, ở ngay chân chỗ là Lon Thanh Bình các bạn. Thì chiếc xe chở gà thì nó bốc cháy khủng khiếp luôn, thì đang ở đây nha. Thì bây giờ đó bạn, thì Tí La Cà Lâm sẽ mời các bạn đi với Tí La Cà Lâm sẽ đi vô ở ngay chỗ này, để Tí La Cà Lâm sẽ hỏi lại những người dân nơi đây để coi như thế nào là nó bị cháy. Tí La Cà Lâm sẽ quay tiếp tục cho mọi người cùng xem nha. Yeah.
nãy là của anh là chứng kiến cháy luôn hả? Tôi thấy cháy ở trong chạy ra. Tài xế lên ông hay. Vậy rồi. Tôi nó hay rồi tôi ra dấu hiệu mà nó còn chạy nữa đó. Tôi quắc như vậy nè. Tôi chạy lưng. Dạ. Ủa nhưng mà cái này là khi mà của nó cháy là cái này là của nó bị là dầu hay là bị gì cháy hả? Có đâu, thấy nó cháy giữa thùng mà nó cháy trên trước á. Cháy giữa thùng rồi nè. Ngộ gì vậy trời? Trời ơi, tài xế mới nhảy mở tù mới giật mấy cái thùng xuống bớt nó đó. Dạ. Ghê vậy ta. Nhưng mà lời với tài xế mở thùng giật chứ đâu. Dạ. Ở đây bình chữa cháy ta đem lại đây. Ủa cái này là của mình không có chở cái con gà nào chưa ha? Chỉ là chở không ha. Chắc không, vậy đi đó. Trời ơi. Ghê thật chứ. Con nóng dữ lắm luôn á, bình chữa cháy mà tiếp cận không nổi luôn. Nãy là con cháy đậu gió nó bắt đầu nó chạy hướng đó là cuốn nổi. Tài xế nó đậu lặng cua cho ma thì người ta đuổi mới chạy ở đây chứ đụng cái đằng đó xe nhóc hết trơn. Nhưng mà về bên kia là mệt. Gió đúng rồi, gió xuống là cháy. Với nó tóm lại là nhờ xe nước. Dạ. Nhờ xe tưới cây chứ không xe tưới cây là này cháy nguội luôn. Dạ. Hên ha. Nó dập tới tính ra còn có 2 con 4 cặp vỏ này hả? Dạ. Mấy chiếc kia nó dập. Đúng ra cũng hên. Giống như là cứu mình cứu được nút á. Nó không cháy rượu xe là may. Dạ. Nhờ xe tới cây. Chiếc ghe chở bội gà chuẩn bị đi bắt gà cháy rượu luôn nè. Xe cứu hộ. Nó mới đi tới. Hồi nãy cô thấy trước khi mà cô thấy là cháy là cỡ chừng bao nhiêu không, cô không có thấy cháy lúc cô lại, nhưng mà cái khúc mà cô lại là cô thấy chiếc xe cây xanh đó, nó đang tưới đó. Dạ. Nó đang tưới là cũng đỡ nhiều rồi. Dạ. Không có xe, cái xe đó là cái đầu xe là vụ luôn. Dạ. Như lên là tắt mẹ rồi. Lên là tắt mẹ. Là nhưng mà hôm nay mình bị cháy nhưng mà của mình cũng hơi nó coi là có một cái xe tự cái xe tự cây đó, nói là đó ông này cũng nói đất nè, tài xế này cũng ở đời nó cứ cây chứ mà cây hên á, nó thường thường nó về sớm lắm. Dạ. Có đâu quá hên tôi trời, quá hên đó. Dạ. Nếu mà không có xe tự cây mà đợi xe của rồi không xong phim rồi, không mình đợi xe của hậu lại là nó là nguội rồi. Anh mới lên ờ đúng rồi, trong khi đó lại là xe bồn ta tưới rồi, ta tưới sạch sẽ. Dạ. Hồi nãy con mới thấy chiếc xe của quả chạy trước rồi. Nhưng mà chiếc xe này là chỉ làm trên đó làm những cái bội gạt không, sao mà nó lại cháy được anh? Tại vì cái đó là mình chỉ chở bội gạt không thôi mà sao nó lại cháy ngộ chứ? Đó thì bây giờ các bạn thấy là rất là nhiều cơ quan chức năng bạn là đến để là chụp hình quay phim. Cũng như là anh là cái người tài xế. Dạ. Wow. Có ai biết cậu khoảng mấy giờ vậy chú? Vậy là ai bán nước ở trong kia? Không có, cháy giữa xe. Cháy giữa xe chứ không phải sao? Ngay giữa xe luôn. Rồi đó. Thấy là nguyên nhân chỗ cái tàu đó. Ở dưới bốc lên quá. Em nhưng mà cái này là không phải tàu. Mấy cái lồng ở dưới cọ đi không? Không. Nó cháy ở trên mặt. Có cái clip quay đang cháy không? Lúc đang cháy nhưng mà chắc cái nguyên nhân
Lúc đó quay. Dạ, tại vì cái lúc đó là mà của mình đâu có thời gian đâu hết chú. Lúc đó là nó thấy là nó la làng lên không ở đó mà nó quay. Dạ. Ở dưới mấy cái bộ dưới đây á, còn ra tới ngoài đây một hồi nó mới cháy. Dạ. Vậy là bên bánh xe chạy qua hả? Ừ, hướng trong 18 nó chạy ra. Thì đó các bạn, thì cái chiếc xe ship xe đi chở bắt gà, là gà này là gà công nghiệp các bạn, thì đi tới đây là ché từ ở trong kia chạy đi ra đây nha. Thì tính đầu ở lần Long Tân Bình bạn, nhưng mà ở Long Tân Bình người ta không chịu, là chiếc xe tài xế là phải chạy tới ngay chân chỗ này, là cháy bốc cháy, là bốc cháy từ ở trong kia là chạy đi ra tới ở ngoài đây, cháy quá trời cháy luôn. Bây giờ các bạn thấy là khi mà của nó cháy, là bây giờ là các bạn thấy là trong một cái tuyến đường này á, là các bạn thấy là nó giống như cũng như là cái này là ba cái sọt gà đó các bạn, thì của nó cháy xuống nè, của nó cháy xuống mà giờ nó giống như thế này luôn nè. Đó, cái này là ba cái sọt gà nè. Đó, giờ các bạn thấy đó, là cái này ba cái sọt gà. Đó, mà bây giờ nó cháy, là cái này người ta nói là tới mấy trăm cái bộ gà đó, mà giờ của nó cháy, mà hơn đó là cháy là chỉ còn cái đầu xe thôi nha. Cũng rất là may mắn nha, tại vì khi mà chiếc xe cháy đó bạn, thì có một cái chiếc xe là đi là tích tứ ba cái cây á, là nó đi ngang là nó mới là xịt giùm nha. Còn mà cái này mình kêu phòng cháy cháy nữa là chiếc xe này nó sẽ bị rụi luôn. Ngoài ngoài ấy là lửa nó cháy vậy mà còn lém cái bảng bên kia nữa kìa. Thì bây giờ đó các bạn, thì mấy anh ở đây là hô là cháy, là cái bảng gì trên đó là dành nó cháy, nó đen thui. Cái đèn nó nám nó trên luôn. Cháy luôn rồi, cháy chữ muốn liền luôn rồi. À. Cái đèn đường nó đèn. Là giờ cũng như là trên bến xe mới. Bến xe mới nó đi ra. Dạ. Gà tới đây quắc mấy cái kêu nó qua đây nè, tấp vô lề kia nó chạy qua chỗ trống chứ nó đậu đằng Yamaha đây, xe ta nhóc hết trơn. Yamaha đủ xe nhóc hết trơn rồi kêu nó đi chứ. Ủa nhưng mà hồi nãy là anh đứng ở đâu mà anh thấy mà anh ra kêu bánh xe ra ôm tôi bên quỹ tín dụng này. Rồi bắt đầu là anh thấy cháy là anh mới chạy theo, là anh kêu chạy vô, tôi chạy ngược vô đằng kêu nó quắc nó chứ, để nó chạy ra thì anh đỏ chạy lên luôn sao. Ghê ta. Nhưng mà cái chiếc xe cháy mà thằng tài xế là không hay luôn. Tài xế là đâu hay đâu, đụng mà tôi nhảy lưng từng mấy xe trước nó dòm tôi quá trời luôn. Trời ơi trời. Là kêu nó mà nó dòm mình đó mà. À. Nó đâu hay cháy đâu. Dạ. Ghê thiệt. Tinh chấn động. Nhưng mà cái này là em không biết là làm sao là của nó bị cháy luôn vậy, tại vì mình của mình chở mấy cái bộ gà không mà. Thì bây giờ các bạn, thì bây giờ tí là làm sẽ quay cho các bạn thêm nha. Là bây giờ là mấy cái cây mà trồng cặp ở bên cái lề đường bạn là trái đen thui nha. Đúng rồi nè, mấy cái này nó của nó nám đen cho nè. Ừ,
là đâu lấy xe thì xuất phát từ đâu. Ủa nhưng mà hồi nãy cháy là của chị có thấy không hết vậy? Không, không. Dạ 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 dạ. Nhưng mà cái này đó là mình cũng như thế này, tại sao mà cái chiếc xe không mà nó chỉ có bội ba cái bội gà bằng ngủ không, tại vì sao nó là muốn cháy ngộ ta? Thì bây giờ mình có mặt ở đây mình độ là coi chừng nó khu vực bầu giữa nó kìa, có nó cháy ở trên trước nhà nhắn rồi mình nói luôn nè, đó là ở trên nó mất cái hồi luôn. Nó cháy ở trên trước mà cháy ở giữa, tôi chạy là tôi kêu nó mấy cái bội dưới còn nguyên mà là anh hồi nãy có nghe nói là anh chạy theo đằng anh kêu bất tại vì á là ảnh là người xe, ảnh là ảnh chạy xe ôm mà ảnh ngồi ở trong kia ảnh thấy là cháy nhưng mà hai thằng lơ là không, thằng lơ và là thằng tài bao là không hay luôn. Không hay. Chừng anh gặp là tới được cả ba này chưa? Tôi gặp chưa tới nữa, tôi chạy ngược vô tôi kêu nữa mà. Trời ơi. Kêu được á. Thì họ kêu được á là còn hai ba chiếc xe nữa mới tới cả ba nó mới chạy. Dạ. Nó chạy rồi tôi ra dấu hiệu tôi chỉ tôi múa quá trời luôn rồi. Vậy mà người ta biết không đúng. Tôi chỉ tôi chạy múa tôi làm gì tôi tung tung hết trơn. Mình làm mọi cách để cho nó thắng lại. Ừ. Kia thiệt á. Đúng rồi, tại vì đuôi cabin quẹo về đây. Nó phải nó quẹo hướng lên là nó dưới gió. Tại vì đó các bạn thì anh này đó bạn thì ảnh là chạy xe ôm thì ảnh là chứng kiến là cháy ngay chân cháy chính giữa nhưng mà nó cháy chính giữa mà nó cháy từ ở trên nó cháy xuống đó. Bây giờ mình làm ở đây là người ta cũng đang là cũng là cái xe tứ cây chạy ngang là nó cứu trước rồi đây cái bình xịt đây bao nhiêu bình xịt chặt chữa không tiếp cận đâu có được đâu, nóng quá trời đây rồi đó mà còn lại không được luôn á. Thấy ghê hồn trời. Cái hàng dòng của cô bé đó. Thấy không? Nó nóng mà nó táp vậy đó. Ghê ha. Đẹp. Cái khoảng mười mấy mét đó ở cháy là tới bóng đèn trên đó. Nhưng mà cái bóng đèn trên vậy em thấy nó đi thu luôn rồi kìa. Thì đó, nó táp đó. Thấy ghê hồn ta. Sao tại trên xe nó có đầu nhựa nó múc cái cây. Ừ, cháy là cây luôn. Dạ. Gió nữa, gió nó nạp vô. Quá gì là chú phát hiện sớm thôi là tỷ hồi nãy mà anh mà không phát hiện sớm là chiếc xe này nó sẽ còn nó còn giữ nữa không? Nó chạy cho lên thì gió thổi về là nó cháy rụi hết. Ờ. Không nhưng mà anh phải nói anh làm nghề xe ôm nhưng mà anh có tâm quá. Ok anh cảm ơn anh rất nhiều luôn. Quá hay. Thì mình thấy mình kêu người ta chứ. Dạ. Quá trời cảm ơn anh luôn. Thật luôn là bác tài ngồi cabin trước là có thấy lắm. Đâu. Bác tài cabin này là có thấy. Đó thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ rất là đông bà con ở nơi đây các bạn, thì để là đến để coi một cái chiếc xe tải để là chở mấy cái con gà công nghiệp bạn để là đưa đi giao ở thành phố đó bạn. Nhưng mà chưa có đi bắt gà nữa là mới có đi là tới ngay chân chỗ này là đã chiếc xe nó đã bốc cháy, thì có một cái anh xe ôm đó các bạn thì ảnh đã phát hiện là cháy từ ở trên nó cháy xuống. À, nên là anh xe ôm ảnh rất là có tâm luôn, thì ảnh mới kêu ảnh mới chặn xe đầu xe là ảnh cứ nói là ở sau trái nhưng mà hai tài xế với cái người lơi đó bạn là không có ai mà biết hết trơn nha đó, mà nhưng mà cũng rất là hên là chiếc xe thì nó cũng thiệt hại thì cũng không được bao nhiêu nha, cũng rất là may mắn nha. Đó, các bạn thấy là chở bộ gà chở như thế này nè. Đó, bộ gà mà nó cháy là rụi luôn nè. Chắc không còn gì hết. Đó thì bây giờ các bạn thì tí là Cà Lâm bạn thì nghe thông tin tới là Cà Lâm chạy đi ra liền các bạn, là để tí là Cà Lâm quay lại để cho mọi người cùng xem đó. Quá trời. Chụp hình ở bên chỗ mấy cái bình chữa cháy đó mà vẫn mất công của gà lắm.
Ủa gì mà, ủa cái gì mà trái mà táp đi vô tới trong cái ghế luôn trời. Cái xe ơi. Đưa cây, nhậm cây. Anh Vinh Nguyên chậm ra đây, đợi đi. Cây gũ, cây cánh nhỏ. Trời ơi trời. Nhưng mà mấy cái ghế này nó nằm trong đây mà nó táp vậy luôn hả? Trời ơi, bên tay vô, bên đạp vô. Thấy ghê hồn trời. Ờ, cái cây nó cũng đóng, mày đứng phải làm kia, đứng phải đóng tới đây. Dạ. Cái cây nó lũ đó. Thì đó các bạn, thì khi mà cái chiếc xe tải mà đi chở gà các bạn thì nó bốc cháy đó, thì cái ngọn lửa rất là lớn nha, thì cháy đẩy đi vô là mấy cái ghế của người dân nè. Bây giờ cái người ở bên cái người chủ hay gì đó là đây hỏi là điếm bao nhiêu cái là người ta sẽ gỡ tiền lợi lợi nha. Chủ không kêu là dễ có năng xài được. Cái nào nguyên mình rồi đó, cái tớ chở xuống rồi đó. Không đúng quá. Cái nào mà nè, 2 4 6 7 đó, thì bên đây các bạn, thì bên đây là ở bên là ở bên là anh đếm đi, chục xe. Rồi. Ba cái. Dùng này lên xe luôn. Chụp ảnh không đây. Đúng rồi, anh chụp được chứ. Vậy là được có 2 cái chứ đích. Rồi thì đây 23 cái. Là 23 cái. Nhiều cái hủ tiếu, bún riêu nghe. Dạ. Dùng này lên luôn. 23. 23, dùng lên chảnh đi. Sao đích ạ? Dễ không? Trái giờ bàn ghế cái bản hiệu gì mà trái te tu tơi tả. Đấy, không còn hết. Đó thì đó các bạn, thì là khi cái xe mà nó hòa bạn mà của nó cháy các bạn, thì kế bên lon Thanh Bình nha, thì có mấy thì mà có mấy cái tiếp viên của lon Thanh Bình bạn thì đi ra đây xem đây rất đẹp ha. Trời ơi, tôi cấp vậy nè, tôi giật ra đủ tay tôi chạy luôn nè. Dạ. Đó thì bây giờ các bạn, thì cái này là những cái mũ mà nó đã là nó cháy đó bạn. Thì bây giờ là ở đây anh em ở chung xe tải các bạn, thì người ta phải vệ sinh nha. Hết thùng không? Nó cháy đen thui luôn nè, nhưng mà cũng còn may mắn nha. Đó thì đó các bạn, thì bây giờ ở bên đây các bạn, thì ở bên là cô chức năng các bạn, thì lại cũng như là thiệt hại những cái người dân ở nơi đây là bao nhiêu, thì điếm đợi là bên cái chủ xe này người ta sẽ bồi thường hết luôn nha, là bồi thường từng cái võng, cái ghế, tất cả luôn, cái miếng ngủ luôn, bồi thường hết luôn nha, người ta ghi lại, người ta sẽ bồi thường cho người dân hết. Tại vì cái này các bạn, thì hai vợ chồng là bán hủ tiếu gõ nè, thì nằm cặp ở bên đường luôn, mà nó cháy, thì nó cháy là các bạn thấy là nó cái cây mà giờ nó cháy như thế này, mà nó chỉ là bàn ghế nha. Hơi nóng bạc
qua Dũng này lên xe luôn đi. Qua 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 bên đó ok. Dũng lên xe luôn đi. Bên kia nó hay gì vậy? Bên kia có gì nữa không vậy? Đó thì giờ các bạn thấy là những cái tấm mũ, những cái võng, những cái ghế, những cái thùng mà nó giống như vậy nè. Đó thì các bạn thấy là cái ngọn lửa nó là lớn cỡ nào ha. Quá trời. Khi mà các bạn thi hồi sớm cho bạn thì tí ra các bạn thì cũng có quay cho bạn xem là có một cái vụ chiếc xe chở đi chở gà các bạn, thì ở ngay chân ngay chỗ cái phường chính, ngay chỗ đèn xe đèn đỏ các bạn, thì ngay chỗ là cái tiệm xe Lô Thanh Bình bạn, thì cháy chiếc xe là chiếc xe đi chở gà các bạn, thì cháy là nó cháy cũng đen thui lùi nha. Thì tí là các bạn quay thì sớm giờ quay thì cũng đã dài lắm bạn, thôi giờ tí là các kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là các bạn, hãy cho tí là làm một cái chia sẻ, một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tila Cà Lâm nha. Thôi giờ Tila Cà Lâm bye bye các bạn. Bye bye.